Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng nghiệm phá cái đầu tiên nha. Subway Surfer. Let's go. Cái game này update vào ngày lễ Halloween. Có điều cái này thì nó hơi khó nhiều một chút, cho nên các bạn cẩn thận, không là sẽ chết ngay. Wow. Ăn trái ngô nào. Let's go. Thank you.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ hai. Play Spikes 2, let's go. Ok. Bro, we so often. Đồ xe nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Goose and Moon. Let's go. Rồi mình sẽ vào lại xem thế nào. Có vẻ là bị lỗi rồi. Goose and Moon. Ok.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ tư. Mr. Smith. Let's go. Và hôm nay các bạn sẽ hóa thân là một chàng trai, sau đó thì sẽ vào cứu một cô gái. Cô là gái đó đang bị giam tại trong một cái lồng sắt. Và cô ta bị ông ta biến thành mặt heo. Các bạn phải gọi cả một ông bác sĩ đến, thì đó thì mới cứu được cô gái đó trở lại bình thường, sau đó thì thoát ra ngoài, thoát ra khỏi căn nhà của ông ta. Ok. Chỗ này không có gì này. Mình sẽ là cái này đi đã. Let's go, để sang. Does this work? Okay. Okay. Rồi mình sẽ tẩm cái này cho con lợn của ông ta. Let's go. Đây chiếc chìa khóa để mở cái hộp này. Ok. Let's go.
Rồi, mình sẽ lấy nước ở đây, ở trong một cái giếng này. I got you. Let's go. I think I heard a noise around here. Okay. Ông Tài đi ngược đường bên kia. Tài thật. Mình đã phải gọi con bé đi theo thôi. Let's go. Oh my God. Where are you, little mouse? Okay. Các bạn phải bắn thật nhanh quả đấy, ông ta quả đấy. Thì vẫn mong cứu được cô gái này. Không sao, quả này thì mình sẽ cố gắng cứu cô ta. Thoát khỏi ông bắn thật nhau. Let's go. Oh, taste the apple. I want one. Cho ông ta vào trong nhà đi. I think I heard a noise around here. Okay. Rồi, sau đó thì ra đây để đón ông bác sĩ đây. Mr. Meat is a beast. I saw what he did to Rebecca. I ran out of fear. Now, with your help, I help her. Bring me the girl. Well, a little fish. Bring me the girl. Well, a little fish. Bring me the girl. Well, a little pig.
Bring me the girl. Well, the little pig. Bring me the girl. Well, the little pig. Bring me the girl. Well, the little pig. Yes. 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 That's it. That's it. There's another bit of that. No. Very well. Come here, little pig. Drink this. It will help. Drink it. Drink it all. Yes. Yes. Yes, it works. So okay, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Take care. Let's keep line. Let's go. Ok, thoát được rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Big guy, family. You're doing fantastic. I can't believe it. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Now it's time for everybody's favorite subject. Sweep, sweep, sweep. Okay, time to go. I want to play with someone. No running in the halls. Oh my god. 15 seconds. Detention for you. Come on, Mitchell, come on, I wanna play with someone. I wanna play with someone. I don't wanna play with no one.
play with no one. Looks like it's sweeping time. Oh my gosh, hóa ra là bà ta đây. Oh my gosh. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Chapter 1. Let's go. Chưa gặp Sinh Hiên, may thật. Wow, đoạn đường này khá là dài. Chưa còn ta phát hiện ra mình. Wow, không hiểu sao ta phát hiện ra nhanh thôi. Oh my god. Ok, lại xuống thôi. Còn lại thì mình phải đi nhanh hơn một chút sang đi các bạn. Ông ta đang gần đây, đi xuống. Cái này các bạn phải đi vòng đường vòng rồi. Chưa, mình sẽ đi thẳng xem. Rất là ngoan nghèo luôn. Chưa có bị phát hiện rồi. Lại là phải lối. Wow. Lối để vào đây. Ok. Giờ mình đi tìm tiếp. Chưa đầu bị bắt rồi. Oh my gosh. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Hey.
Rồi, di chuyển thôi. Let's go. Level 8, ok. Oh my gosh. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.